Sau đây là Ben 10 unbox món quà Giáng sinh. Em có hiểu chơi cùng rồi nên em không... Anh ta chỉ mở unbox thôi. Tức là tất cả những cái thứ mà Hiếu chơi là đã... Đây là bộ gì? Cái mong muốn của Tú rồi. Nên là Tú không có cái mong mỏi gì hơn nữa. Bộ Giáng sinh này mua ở đâu à? Đấy là điều rất hay. Chắc có bác chưa? Nếu như mà... Bộ Giáng sinh này mua ở đâu à bạn? Hiếu lại chia sẻ về bản thân Hiếu thôi. Wow. Ok, bộ Giáng sinh này gồm cái gì nhá? Cảm ơn ban nhạc Giang Hori và để đến Hiếu. Đây là bộ gì? Mọi người về. Khi chơi trong ban nhạc thì người chơi choang cần những điều gì? Thật sự là mình phải cảm ơn ban nhạc Jazz Harry rất nhiều. Tất cả những thành viên ở đây là những người giúp mình 486 mạnh, 486 chi tiết tập nhạc với nhau. Thật sự là dư cái này không phải không biết lắm như nào. Từ những ngày mà San chưa thành nhạc gia, Tú chưa biết động vào đàn chưa. Wow. Và tất cả đây là hướng dẫn lắm à? Anh Phong thì lớn rồi là tất 500 mảnh ấy à? Nhiều thế lắm nào? 450. Từ những thời đó thì tất cả bọn mình đều luôn 486 tập ban nhạc. Mình muốn 486 mảnh. Ăn summer mình muốn hiểu với nhau hơn. Chính vì vậy mình chúng team của mình luôn luôn nghĩ ra những cái phương pháp và những cái tiết tấu. Khó không? Những cái cách làm thế nào để mỗi khi dự định con sẽ lắp bộ này trong bao nhiêu lâu? Nhìn nhau một phát là chúng mình đã hiểu được cách đánh của nhau rồi. Và 10 phút lắp vào mắt mình ấy, thì mình không thể biết được nhiều kiến thức về hòa thanh hay những kiến thức về 5 scale phút lắp vào mắt như các bạn được. Mình nên bố nghĩ phải 2 tiếng. Mình có học piano, mình có học bass. Không, không thể thế đâu. Dưới 1 tiếng là con đã lắp xong rồi. Chắc không? Có một cái bộ Lego. Chia sẻ lại những cái kiến thức của mình về tiết tấu cho các bạn. Những là cho Tú và cho San hả? Để khi mà mình đánh cùng một tiếng nha. Tất cả mọi người đều ăn xăm và đều nếu gọi là lock in vào tiết tấu của nhau.